50. Nè Bà ơi. nè. Bà ơi. Nè. Sư Tứ chị quý. à. Như dây Bà chiều lại có đang sơ nghĩ sinh chuyện của được thực phẩm cao thăng rồi sao? Thật là. Sao chưa? Tiểu Thu. Nè nè. Bà ơi. Miêu miêu. Miu Miu. Đại chị Em hả? chào chị. Rồi bạn Ngồi đi. hả? Cháu chào Có. bà. Được. Nè nè, Bà ơi, đây là đây là mama trà thu mẹ chị lại cháu cho gửi anh cho nghe. cháu. Hy Hy vọng là bà sẽ thích. Đến là tốt rồi, còn mua đồ làm gì? Ăn cơm chưa? Tiểu Thu, đưa bạn tới mà không nói trước với bà một tiếng. Tiểu Thu, hôm nay đưa Miu Miu tới đây là có chuyện gì sao? Đúng là em có chuyện muốn nói với mọi người. Nghiêm túc vậy sao? Không khí này không ổn cho lắm. Cháu muốn kết hôn với Miu Miu. Kết hôn sao? Đồng Tiểu Thu có phải cháu ngốc hay không? Cháu còn chưa tốt nghiệp đâu đấy. Cháu kết hôn cái gì? Cháu lấy gì nuôi vợ? Ý của bà là Tiểu Thu, bây giờ em vẫn chưa tốt nghiệp, cho dù muốn kết hôn thì lúc này cũng không gấp. Nhưng em và Miu Miu không thể đợi được nữa. Cháu nói gì? Cháu không đợi được nữa sao? Đồng Tiểu Thu à, vì để nuôi cháu học thành bác sĩ, những năm nay bà và Tứ Quý vất vả như vậy, không dễ gì mới nuôi cháu có được thành tích như hôm nay. Cháu nói với bà là không đợi được nữa. Bà ơi, cháu khiến bà thất vọng quá. Đồng Tiểu Thu, bà ơi, Miu Miu có thai con của cháu rồi. Cái gì? Cháu nói gì? Cháu nói lại lần nữa đi. Tiểu Thu, em nói thật không? Bà, chị, đây là lỗi của cháu. Mọi người đừng trách Miu Miu, đừng trách con bé. Không trách con bé thì một mình cháu sinh được con ra chắc. Đồng Tiểu Thu, giỏi, giỏi lắm. Bà thật không ngờ cháu có thể làm ra chuyện như vậy. Bà ơi, Tiểu Hạ, cháu tới làm gì? Chị, em xin lỗi, em thật sự không còn nơi nào để đi nữa. Chị có thể cho em ở đây tới khi đứa trẻ được sinh ra hay không? Cái gì? Cháu nói gì? Cháu mấy đứa các cháu rốt cuộc muốn thế nào? Bà ơi, phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tiểu Hạ, chị, vừa rồi bà có phải không vui hay không? Nếu khó khăn quá, thì thật ra em có thể ở bên ngoài. Không sao, hôm nay cứ ở đây đi. Nào, ngồi xuống. Nhưng ngày mai có thể sẽ phải tới công ty ở. Vì ở đây thật sự quá chật. Em lại đang mang thai. Ở công ty sẽ thoải mái hơn. Em hiểu. Em biết nếu em ở đây quá lâu thì bà sẽ không vui. Không phải em đang ở chỗ dịch dịch yên ổn hay sao? Chị, em quyết định rồi. Nếu Dịch Dịch không bằng lòng chịu trách nhiệm, từ nay về sau, đứa con này sẽ là của Hạ Lâm em. Sau này không có bất cứ quan hệ nào với Dịch Dịch hết. Tiểu Hạ, em muốn một mình sinh ra con, phải không?
Vậy tương lai phải làm sao? Làm mẹ đơn thân hay sao? Như vậy rất vất vả em biết không? Em quả thật không còn cách nào khác. So với việc để dịch dịch sỉ nhục em như vậy, không bằng một mình em tự gánh. Một mình tự gánh sao? Em muốn gánh thế nào? Hơn nữa, không lẽ để con sinh ra không có bố hay sao? Như vậy không công bằng với nó. Chuyện đến nước này rồi, cũng không phải do em muốn. Chị không phải em, chị không hiểu được em phải trải qua đau khổ tới mức nào. Em cũng không còn cách nào khác, nên mới quyết định như vậy. Nếu chị thật sự thương em, thì đừng khuyên em nữa. Chị ủng hộ em được không? Chắc chắn chị sẽ ủng hộ em, cho dù xảy ra chuyện gì. Chỉ là chị không muốn sau này em chịu khổ. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ không hối hận. Bây giờ Dịch Dịch không muốn chịu trách nhiệm, vậy thì sau này em nhất định không để anh ấy đụng vào một sợi lông nào của con em. Mấy đứa không có lương tâm, lương tâm đều cho chó ăn hết rồi. Bà nói này đồng tứ quý. Bà ơi, cháu có chút chí khí được không? Trong bụng Tiểu Hạ là con của Dịch Dịch đó. Không lẽ cháu còn muốn nuôi con thay cậu ta chắc? Bà ơi, Tiểu Hạ, bà biết. Bà biết Tiểu Hạ là em gái cháu. Nhưng trên đời này có em gái nào vô lương tâm như nó hay không? Tứ quý, cháu còn muốn ngốc nghếch tới khi nào nữa mới thông minh lên được, mới biết suy nghĩ cho bản thân chứ? Đúng là ức hiếp người quá đáng. Cháu xin lỗi bà. Cháu và Tiểu Thu đã khiến bà thất vọng rồi. Tiểu Thu khiến bà thất vọng. Nhưng cháu thì có lỗi gì? Tại sao cháu lại xin lỗi bà chứ? Cháu lớn thế này rồi, còn khiến bà lo lắng. Người nên lấy thì không lấy, người nên gả thì không gả. Bà ơi, cháu xin bà đó, hôm nay để Tiểu Hạ ở đây một đêm nhé. Sáng sớm mai cháu đưa em ấy tới công ty ở, được không? Tứ quý, lúc nào cháu mới có thể sống vì bản thân mình chứ? Lúc nào cháu cũng vậy mà. Cháu là chị gái, là chỗ dựa của các em. Chị, Miêu Miêu không sao chứ? Xin lỗi chị. Đừng nói xin lỗi gì cả. Em làm chuyện gì cũng đều thận trọng. Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng em cũng không dễ chịu gì. Chị, đời người chính là như vậy, thời khắc nào cũng có thể xảy ra biến cố. Có những lúc mọi thứ em nghĩ đều rất ổn thỏa rồi, vẫn có thể xảy ra điều ngoài ý muốn mà. Người xưa chẳng phải có câu thành gia trước rồi lập nghiệp sao sao? Bây giờ em kết hôn với Miêu Miêu cũng chưa chắc là chuyện xấu. Em thật sự không ngờ Miêu Miêu sẽ có thai. Bây giờ em thật sự rất sợ. Tiểu Thu, em là đàn ông, nếu bây giờ tới em cũng sợ, thì Miêu Miêu phải làm sao? Cô ấy sẽ càng không có cảm giác an toàn. Bây giờ em nên suy nghĩ tới tương lai của em và Miêu Miêu. Thực ra những điều này em cũng nghĩ rồi, nên em quyết định không đi Tây Tạng nữa. Không đi Tây Tạng nữa. Tại sao? Đây không phải là một cơ hội tốt sao? Cơ hội thì sau này sẽ có. Nhưng bây giờ Miêu Miêu có thai rồi, sao em có thể đi được? Tiểu Thu, chị nghĩ thế này, em cứ đi Tây Tạng chỉ mất một năm ngắn ngủi. Em có thể để Miêu Miêu ở nhà chúng ta. Bà và chị sẽ chăm sóc cô ấy, em hoàn toàn có thể yên tâm. Vậy sao được?
Sao em có thể gây thêm phiền phức cho bà và chị chứ? Em nói gì vậy? Không coi chị và bà là người nhà nữa sao? Không phải, em không có ý đó. Vậy em có ý gì? Cho dù bây giờ em và Miu Miu kết hôn thì cũng phải ở nhà mà. Với năng lực bây giờ của em thì chăm sóc Miu Miu có nổi hay không? Tiểu Thu, nghe lời chị, em hãy đi hoàn thành ước mơ của mình. Đợi em trở về thì con cũng ra đời rồi. Nhưng Miu Miu là trách nhiệm của em. Miu Miu cũng là người nhà chúng ta, cũng là trách nhiệm của chị. Chị, nghe lời chị, chuyện quan trọng nhất của em bây giờ là thực hiện ước mơ của mình. Miu Miu yêu em như vậy thì nhất định sẽ hiểu cho em. Chuyện gì vậy? Hướng Dương, tôi muốn để Tiểu Hà ở lại công ty. Vậy em đợi trên xe nhé. Tôi không tán thành chuyện này. Chuyện của Tiểu Hà và Dịch Dịch nên để họ tự giải quyết. Tôi không thể bỏ Tiểu Hà. Chuyện này anh đừng quản nữa. Hướng Dương, lúc nào cũng làm phiền anh. Thật ngại quá. Phiền tôi là chuyện nhỏ. Tôi chỉ sợ cô bị tổn thương. Tôi không sao. Nhưng Tiểu Hạ con bé quyết định tự mình nuôi dưỡng đứa bé. Nhìn tôi quay lại bám lấy chị Tứ Quý, chắc anh không được vui nhỉ? Quyết định của Tứ Quý tôi không thể can thiệp. Nhưng tôi nghe nói cô định một mình nuôi con khôn lớn. Quyết định này của cô có qua loa quá không vậy? Anh đang lo cho tôi hay là lo tôi sẽ gây phiền phức cho chị Tứ Quý? Tôi lo lắng cho cô. Vậy thì tôi cảm ơn anh. Tiểu Hạ, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Dịch Dịch tại sao không chịu thừa nhận đứa trẻ là con của anh ta? Điều này thì anh đi hỏi anh ấy đi. Đàn ông các anh chẳng phải đều giỏi đùn đẩy trách nhiệm hay sao? Tôi cho rằng Dịch Dịch không phải người như vậy. Ý anh là sao? Tiểu Hạ, tôi không hy vọng kết quả cuối cùng sẽ khiến người khác kinh ngạc. Nếu đi sai đường thì đừng đi quá xa. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Dừng xe. Tôi bảo anh dừng xe. Từ nay về sau, xin anh đừng giả vờ quan tâm tôi, cũng đừng giả vờ hiểu tôi. Bởi vì con đường tôi đang đi, anh chưa từng ở bên tôi. Tôi luôn chỉ có một mình. Xin chào, cà phê của anh đây. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Tiểu Đông, chị tới rồi. Chị ngồi đi, em pha cho chị ly cà phê. Không cần, chị ngồi chút là đi. Được.
Thế nào, buôn bán vẫn ổn chứ? Cũng coi như là ổn định. Nụ Nhi đâu? Nó đang ở nhà cùng với mẹ em. Thực ra lần này dì về cũng giúp đỡ cho em nhiều. Đừng nhắc nữa. Mẹ em và mẹ của chú ấy ngày nào cũng đấu lẫn nhau. Em và chú ước có thể tránh càng xa càng tốt, để lại nhà cho họ luôn. Dì và mẹ của lão bị vẫn bất hòa đúng không? Mẹ của chú thấy mẹ em ở nhà của chú liền muốn ở lại cùng. Hai người họ đấu từ bữa sáng tới bữa tối, còn thêm bữa đêm nấu cơm cũng chia thời gian. Em bây giờ ngày nào cũng phải ăn hai bữa một lúc. Một bữa là do mẹ của chú làm, một bữa là mẹ em làm. Giống dĩ chị muốn gì tiếp tục ở cùng mọi người, không ngờ em cũng khó khăn như vậy. Chị, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Tiểu Thu và Miu Miu sắp kết hôn rồi. Cái gì? Anh nhỏ sắp kết hôn rồi. Em không nghe nhầm chứ? Miu Miu có thai rồi. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Hai người họ kết hôn nên có lẽ không tiếp tục ở nhà bà nữa. Anh nhỏ sao có thể gây ra chuyện như vậy chứ? Đây không phải là chuyện chỉ có anh Tiểu Xuân mới làm hay sao? Chị, chuyện mẹ em chị đừng lo nữa. Dù sao chú cũng không thể đuổi bà ấy đi. Cùng lắm thì em ăn nhiều thêm mấy bữa thôi. Hơn nữa, mẹ em và mẹ chú ấy giằng co như thế cũng dễ phân tán sự chú ý của mẹ chú ấy đối với em. Xin lỗi em, Tiểu Đông. Thật sự là vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện nên chị mới... Chị nói xin lỗi gì chứ? Người phải xin lỗi là em. Nụ Nhi nhờ chị lâu như thế, làm lỡ biết bao nhiêu tuổi xuân của chị. Hơn nữa, mẹ của em tất nhiên là em phải tự mình chăm sóc. Cảm ơn em đã thông cảm cho chị. Chị yên tâm đi. Chị quên rồi sao? Tiểu Đông cũng lớn rồi, không phải con nhát ngày xưa. Chị biết gây phiền phức cho chị nữa. Bây giờ chị có chuyện gì cũng có thể nói với em. Em sẽ san sẻ với chị. Dịch Tổng, hôm nay tìm tôi ra không phải là để phát thiệp đỏ cho tôi đó chứ? Lưu Tổng, chuyện của Tân Phúc Khang, chuyện này thì cậu yên tâm. Chuyện của thực phẩm cao thăng gần đây đang gây xôn xao. Nói thật với cậu, Triển Tâm chúng tôi cũng tổn thất không nhỏ. Cho nên đơn hàng của Tân Phúc Khang chúng tôi sẽ không trả lại. Vậy thì cảm ơn ngài quá. Đừng nói vậy, tôi cũng đánh giá nhiều lần. Hơn nữa, Tân Phúc Khang là của Dịch phu nhân tương lai. Lưu Tổng, tôi còn có một chuyện muốn hỏi ngài. Hôm đó chúng ta uống nhiều rượu. Khi ra khỏi nhà hàng, anh làm sao gặp được em gái của Tứ Quý vậy? Tôi vốn định gọi tài xế cho cậu, nhưng cô gái đó chính là em gái của Tứ Quý. Cô ấy nhận ra cậu, hơn nữa cậu cũng quen cô ấy, nên tôi liền để cô ấy đưa cậu về. Sao vậy? Không có gì. Vậy cô ấy tới một mình hay còn có người khác? Hình như không phải một mình. Bên cạnh còn có một người đàn ông. Hình như hai người họ gây sự không được vui vẻ. Lưu Tổng, hôm nay rất cảm ơn ngài. Xem cậu nói kìa. Vậy tôi về đây. Lưu Tổng đi từ từ ạ. Được được. Quang Vũ, đến nhà hàng bà tôi và Lưu Tổng uống rượu hôm đó, đi kiểm tra tất cả camera giám sát ở đó. Tôi muốn tìm hiểu hôm đó Hạ Lâm, tại sao Hạ Lâm lại tới đó? Cô ta gặp ai? Lão Dương, ông cả ngày ăn cháo với dưa muối, như vậy không đủ dinh dưỡng, lâu dần không tốt cho sức khỏe. Tôi đang giảm béo mà. Ông còn giảm béo nữa. Nhìn cái bụng này. Vì vậy mới giảm béo. Một mình như lão ngủ anh, không ai chăm sóc. Cứ như thế mãi không được. Giữa ban ngày ban mặt cũng không sợ xấu hổ. Đây không phải mẹ của lão Bì sao? Thi Thi, ngồi đây đi. Thi Thi, ông gọi bảy là Thi Thi sao? Lão Dương, tối nay sang nhà chúng tôi ăn cơm đi. Vậy thì ngại quá. Có gì mà ngại, hàng xóm với nhau mà. Chuyện đó, thông gia nhà tôi đó, Thi Thi nấu ăn rất ngon.
đặc biệt là món vịt ôm sấu độc nhất vô nhị. Thật sao? Bà nói mà tôi thèm quá. Vậy tối nay đến thử xem. Được, vậy tôi không khách khí nữa. Không có gì, khách sáo gì chứ. Thi Thi, thật không nhìn ra cô biết nấu cơm đó. Bình thường ở nhà một mình cũng chỉ làm bừa thôi. Mẹ, trước giờ điều cô làm sao? Con về rồi. Thật là tôi phải học cô đó. Thơm quá, thơm thật. Cô xem món này của tôi đủ chưa? Có cần thêm chút không? Tôi thấy nhiều thế này đủ rồi. Đủ rồi sao? Món đó của cô đừng quên cho muối đấy Thi Thi. Được, Thi Thi. Về rồi sao? Sắp ăn cơm rồi. Dân. Thi Thi, đừng vội, giữ bình tĩnh, đi thay bộ quần áo. Đi đảo thức ăn lên. Được. Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẹ đã tìm thấy cách đối phó với mẹ lão bì rồi. Cách đối phó với mẹ lão bì sao? Ảnh tù tì, nhìn ngon thật đó. Tới đây, tới đây. Món cuối cùng, cá. Thật ngại quá. Xem cái mặt dày của tôi này, lại tới xin ăn nữa rồi. Lão Dương, anh đừng khách khí. Đông người ăn càng ngon. Ngon. Thi Thi, nói phải lắm. Thi Thi, mau lên, mau lên. Thi Thi mặc bộ đồ này đúng là rất đẹp. Lão Dương, đẹp chứ? Đẹp, rất đẹp. Tiểu Bì, ngồi chỗ cô đi. Nào, ngồi đi. Được rồi, ăn cơm thôi. Thi Thi, xem Lão Dương khách sáo tới mức không dám gấp thức ăn kìa. Món tủ của cô đâu? Gấp cho anh ấy nếm thử đi. Đừng khách sáo nhé Lão Dương. Đây là món vịt ôm sấu tôi làm. Ông nếm thử xem. Cảm ơn. Thi Thi à, nào, bà cũng ăn đi. Chú Dương à, chú cũng ăn nhiều vào, ăn đi. Lão Dương, món ăn tối nay đều do một mình Thi Thi làm. Cho anh đó. Thơm quá. Lão Dương, thịt kho mù tạt này. Chú Dương, chú đừng khách sáo. Lão Dương đừng khách sáo. Ăn qua quả đi, để tôi tự làm. Ông ăn một miếng đi mà. Mẹ, chiêu này của mẹ đúng là thật tuyệt. Mẹ con ấy à, không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay thì biết ngay. Con thật sự cái buổi tối đều không dám tin. Thi Thi e thẹn đó là mẹ của chú. Còn không phải sao? Con nghĩ xem, chúng ta cũng không thể đấu cả đời với bà ấy được. Cách bền vững nhất chính là gả bà ấy đi. Mẹ, cao thủ lắm. Chú Dương sắp đi rồi, tôi đi tiễn chú ấy. Anh ra gấp vui làm gì? Mau dắt Đô Đô ra ngoài. Dân, mau. Chuyện này, cô đi tiễn Lão Dương đi. Tiễn Lão Dương nhé. Không cần, không cần. Chỉ cần đây thôi, cũng chẳng mấy bước chân. Cần mà, cần mà. Thi Thi ngày nào cũng phải dẫn Đô Đô đi dạo. Trời tối như vậy rồi, nhỡ gặp phải người xấu thì phải làm sao? Anh đi cùng cô ấy đi. Được, vậy tôi đi cùng cô ấy. Lão Dương này, mai lại tới nhé. Được, được, vậy tôi đi đây. Mau lên, tạm biệt. Đi chậm thôi. Chuyện gì vậy? Mẹ anh ấy à, mùa xuân thứ hai tới rồi. Mùa xuân thứ hai sao? Chú ơi, mùa xuân của chúng ta cũng tới rồi. Được rồi, được rồi. Mẹ. Thì ra hôm đó Hạ Lâm đi gặp Kiệt Sâm mới gặp mình. Dừng. Kiệt Sâm từ nước ngoài trở về chưa? Về từ chiều qua rồi. Bác sĩ Lưu, Thủy Hủy nhà chúng tôi lần này có thể phẫu thuật tiếp hay không? Trước kia khi phẫu thuật tôi đã nói với chị rồi,
Khối u lần này của hủy hủy tái phát ở chỗ không dễ xử lý, cho nên nếu phẫu thuật một lần nữa thì rủi ro sẽ càng cao, rất nguy hiểm. Vậy phải làm sao? Hủy hủy nhà chúng tôi phải làm sao mới được đây? Bác sĩ, ý anh là không thể phẫu thuật nữa đúng không? Vậy mắt của hủy hủy chúng tôi làm sao? Vị trí khối u trong não quá khó. Nếu mạo hiểm làm phẫu thuật, tôi chỉ sợ... Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Bác sĩ Lưu, cầu xin anh, cầu xin anh cứu hủy hủy nhà chúng tôi được không? Cầu xin anh. Có thể phẫu thuật không? E là tôi còn cần phải hội chẩn cùng các bác sĩ khoa khác rồi mới cho chị biết được. Còn về việc hủy hủy có qua được cửa ải này không thì thật sự cần có kỳ tích. Có tôi đây. Tôi đang ở bệnh viện. Cậu nói cái gì? Tiểu Xuân, mặt trời hôm nay rất chói đúng không? Hủy hủy, em nhìn thấy rồi đúng không? Em có thể cảm nhận được một chút ánh sáng và những cái bóng. Anh ở đây. Đúng, anh ở đây. Gần đây thời tiết không tệ, anh nghĩ không lâu nữa hoa trong vườn sẽ nở, nhất định sẽ rất đẹp. Hủy hủy, em yên tâm. Cho dù em không nhìn thấy gì thì anh có thể làm mắt của em. Tiểu Xuân, thật ra em chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Nhưng thời gian ở bên anh, em thật sự vô cùng vui vẻ. Cô gái ngốc, chúng ta sẽ tiếp tục vui vẻ như vậy. Đợi anh giành được quán quân cuộc thi thủ công mỹ nghệ rồi chúng ta sẽ kết hôn, được không? Phía công ty đã nhận được rất nhiều điện thoại. Tất cả các nhà phân phối đều gọi tới yêu cầu công ty bồi thường tổn thất cho họ. Và người tiêu dùng cũng gọi tới yêu cầu bồi thường. Chủ tịch, nếu cứ bồi thường như vậy, việc quay dòng vốn của công ty e là... Cấp dưới của Trình Định Hùng còn có một nhà máy chưa rời đi. Chuyện này tôi sẽ tìm cách. Chủ tịch thực phẩm Cao Thăng Nguyên Văn bị nghi ngờ sử dụng nguyên liệu quá hạn để chế biến thực phẩm, hiện đang bị cảnh sát khống chế. Hiện cảnh sát đang nhắm vào. Thật đáng ghét, một công ty lớn như vậy lại sử dụng nguyên liệu quá hạn, ăn và gây chết người thì làm sao? Mong quý vị khán giả ai biết chuyện thì hãy cung cấp những manh mối hữu ích. Nếu phát hiện tung tích người này thì lập tức báo cảnh sát. Đúng đó, loại người tự hại người hại mình, bắt được phải phán tội chết. Bố, nếu bố biết được Phúc Khang bị quỷ trong tay Lương Văn thì bố sẽ buồn biết mấy. Bố, bố tỉnh rồi sao? Bố, bố, bố mau khỏe lên nhé. Mau khỏe lên nhé. Bà Hà Hoa, cho nửa cân bánh chẻo, loại thịt lợn, được. Ê,
Bà Hà Hoa, cho 4 lạng bánh chẻo, loại thịt trâu, thêm 2 bát canh trứng cải. Có ngay. Cảm ơn ạ. Canh trứng cải xanh. Quần áo của Cao Thăng còn chưa giặt. Ông ấy còn phải tới công ty làm việc nữa. Quần áo của Cao Thăng. Quần áo của Cao Thăng còn chưa giặt. Quần áo của Cao Thăng. Quần áo của Cao Thăng. Bà Hà Hoa, bánh chẻo của cháu đâu? Mình đang làm gì vậy? Mình đang muốn làm gì vậy? Đầu óc chẳng ra sao cả. Thằng nhóc Tiểu Xuân này còn biết về nhà sao? Thật là. Chị Tứ Quý, phải làm sao đây? Nếu Hủy Hủy chết thì em phải làm sao đây? Em biết. Em biết phải có niềm tin. Nhưng em không có. Chị có biết Hủy Hủy đã không nhìn thấy gì nữa rồi không? Mỗi ngày cô ấy đều nghĩ làm sao chọc em vui, cổ vũ em, cổ vũ em đi tham gia thi đấu. Ông trời sao lại như vậy chứ? Tại sao lại khiến cô ấy có một khối u? Tại sao không để em mắc bệnh đó? Hủy Hủy, Hủy Hủy bị một khối u. Thấy Tiểu Xuân khóc như vậy, tôi cũng không biết an ủi nói như thế nào. Có điều tôi thật sự không ngờ, bình thường trong Hủy Hủy hoạt bát vui vẻ như vậy, thật sự không giống dáng vẻ bị bệnh. Con bé từ nhỏ đã luôn vui tươi. Có lẽ là vì mắc bệnh từ nhỏ, nên luôn tỏ ra tinh nghịch phá phách. Cho nên ông hy vọng anh kết hôn với Hủy Hủy, chính là muốn anh chăm sóc con bé cả đời sao? Đồng Tứ Quý, em có thời gian không? Đi cùng anh một chuyến. Dịch Dịch, mong anh đừng suốt ngày bám lấy Tứ Quý nữa được không? Đây là chuyện giữa tôi và Tứ Quý. Tứ Quý, anh đưa em tới một nơi. Anh đừng có quá đáng. Đủ rồi Dịch Dịch, em nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Tứ Quý, hôm nay em phải đi cùng anh. Hôm nay anh sẽ khiến cho mọi người hiểu rõ mọi người đã sai tới mức nào. Hướng Dương, anh đừng lo, tôi sẽ về ngay.
Anh Hướng Dương, chị em đâu? Cô ấy đi cùng Dịch Dịch rồi. Dịch Dịch và chị Tứ Quý đi cùng nhau. Hủy Hủy, nhớ anh chứ? Tiểu Xuân, anh ở đây. Sao anh đi lâu vậy? Lâu sao? Anh đi tắm một cái, thơm phương phức. Em ngửi thử xem, có thơm không? Không thơm. Anh ấy à, chắc chắn là tắm không sạch. Không thơm sao? Chắc tại anh sốt ruột quá nên mới tắm bừa một cái. Bà đâu? Bà đang làm gì vậy? Bà có nhắc tới em không? Có. Bà cứ truy hỏi anh mãi rằng em đi đâu rồi. Anh liền nói với bà em ra nước ngoài tìm bố mẹ rồi. Vậy bà có tin không? Tin. Chẳng phải bà cũng thường hay hồ đồ còn gì? Em nghĩ bà không hồ đồ thật đâu. Bà thật sự biết chuyện giữa em và bố. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải đúng ý em sao? Cũng không biết em có đợi được tới thời khắc bà và ông ngoại làm lành hay không. Được mà, nhất định được. Hủy Hủy của bà. Lương Văn có ở đây không? Chủ tịch ra nước ngoài rồi. Xin hỏi các anh có chuyện gì không? Lương Văn bị nghi ngờ vi phạm luật thực phẩm. Chúng tôi đến bắt ông ta theo pháp luật. Ông ta đi đâu rồi? Đạo cáo già Trình Định Hùng rốt cuộc đã giấu tất cả giấy chứng nhận của nhà máy đâu rồi? Anh Định Hùng còn nhớ năm đó thừa kế công thức làm nước tương bí truyền, vốn nên giữ vững đức tin của sư phụ, đặt lương tâm hàng đầu, chất lượng hàng đầu. Em lại nhất thời tham lam muốn bán tâm huyết của sư phụ, suýt nữa để công thức bí mật bị chôn vùi trong tay kẻ xấu, bị trục xuất khỏi sư môn. Em cũng đáng đời. Cảm ơn anh đã không vạch trần sự việc đáng tiếc này trước mặt vợ con em, để giữ cho em thể diện. Thậm chí khi em gặp khó khăn, anh đã hào phóng giúp đỡ nhiều lần, nên gia đình mới không tới nỗi rạn nứt vì thất bại của em. Ân trọng như núi của anh, người em này sẽ không bao giờ quên. Tiếc rằng nay bệnh tật nguy kịch, không còn nhiều thời gian nữa, chỉ mong có kiếp sau để đền ơn đáp nghĩa.
người em cao thăng thân gửi. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tứ Quý, đến bây giờ em vẫn chỉ tin tưởng Hạ Lâm mà không tin anh sao? Anh nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì không? Những chuyện này với em mà nói có thể không có ý nghĩa, vì em không hề tin anh. Nhưng đối với anh mà nói lại rất quan trọng. Bây giờ em không muốn thảo luận chuyện này với anh. Tứ Quý, em... Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Thời gian của tôi rất quý giá đó. Dịch Dịch, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Em ngồi xuống nghe đi. Sao? Không lẽ tìm tôi tới để ôn lại quá khứ sao? Kiệt Sâm, đứa con trong bụng Tiểu Hạ, rốt cuộc cậu định làm sao? Người đàn bà Hạ Lâm đó lại đi rêu rao khắp nơi là đang mang thai con của tôi. Tôi đã nói rõ với cô ta rồi, đứa trẻ trong bụng cô ta tôi không quan tâm là của ai. Cho dù là của tôi cũng không cần đứa bé đó. Kiệt Sâm, anh biết chuyện Tiểu Hạ mang thai sao? Không sai.